À, xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm câu này. Ở đối câu này thì các bạn sẽ chọn là phương án phần B. Tại sao lại chọn phần B? Tại vì các bạn thấy là when trong trường này nó là sắp mệnh đề trạng từ. Mà mệnh đề trạng từ thì các bạn thấy là đằng sau nó chỉ có một ô rồi các bạn này. Một danh từ này. Mà mệnh đề trạng từ thì chúng ta có sắp cộng ô. Có dạng là sắp cộng ô. Ô có thể là tính từ hoặc có thể là trạng từ cộng với tính từ, hoặc chúng ta có từ often hoặc từ ô always cộng với danh từ đấy. Nhưng khi các bạn gạch chân sắp của mệnh đề trạng từ, các bạn chú ý cho mình, nếu sau sắp đó chỉ có một danh từ thôi, chắc chắn là sai các bạn, chắc chắn là sai, tại vì chúng ta đối với sắp của ô thì ô chỉ có một trong ba cái dạng này rồi. Đấy, các bạn chú ý cho mình này nhá. Khi gạch chân sắp mệnh đề trạng từ mà đằng sau đó chỉ có thể là danh từ, cụm danh từ, chắc chắn là sai. Sai. Nó rất hay hỏi cái này, các bạn lưu ý cho mình, kể cả nó hay gạch chân cái từ từ while. Bạn chú ý cho mình khi gạch chân từ while này. Các bạn thử xem đằng sau nếu là sắp của mệnh đề trạng từ thì nó phải là sắp cộng với s cộng với verb của o, hoặc các mệnh đề trạng từ rút gọn sắp cộng với verb đề cộng với giới từ o, hoặc là sắp cộng với verb in cộng với o, hoặc sắp cộng với to cộng với verb o. Đấy, các bạn chú ý cho mình cái này. Còn các phần khác thì tại sao là đúng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Đối với phương án A thì các bạn thấy là đây chính là verb sự hợp giữa chủ ngữ và động từ, đúng. Nào, chủ ngữ không có s, verb có s, vì thế nên đúng, không gì sai. Tiếp, đối với phương án C thì các bạn thấy là từ type, nó là danh từ, thì chúng ta có một cái là danh từ số ít có thể bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó. Danh từ số ít có nghĩa là các bạn chỉ nhớ cho mình, danh từ không có s có thể bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó được, vì thế nên phương án C đúng. Tiếp, phương án D thì chắc chắn là danh từ này xác định rồi. Tại vì sao? Danh từ này có mạo từ đằng trước, danh từ có mạo từ thì chúng ta là danh từ đã xác định các bạn, danh từ đã xác định, chính vì thế nên phương án D đúng. Rồi, đối câu này thì các bạn cần ôn lại là thứ nhất là đối với mệnh đề trạng từ sắp có ô, ô gồm những cái gì? Cái thứ hai là sự hợp giữa chủ ngữ và động từ. Sự hợp chủ ngữ từ các bạn ôn lại. Cái thứ ba vẫn là xác định hay là danh từ xác định khi nào? Danh từ xác định khi nào? Đấy, đối với danh từ xác định thì nó rất hay gặp đối với hai lần sau. Khi các bạn gạch chân bất cứ một danh từ nào thì các bạn thử xem danh từ đã xác định chưa. Một danh từ xác định khi chúng ta có mạo từ đằng trước danh từ. Cái thứ hai là danh từ đếm được số nhiều, có nghĩa là danh từ có s các bạn. Và cái thứ ba là danh từ không đếm được. Khi nó thỏa mãn một trong ba điều kiện này thì danh từ đó là danh từ đã xác định các bạn. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.